Pakistan đang cân nhắc việc nhập khẩu dầu của Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang vật lộn với suy thoái tài chính, lạm phát tăng vọt và khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng. Bộ Năng lượng Pakistan vừa xin ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nhằm phân tích các khả năng mua dầu từ Nga. Ưu tiên của Pakistan lúc này là tìm kiếm nguồn cung năng lượng với giá ưu đãi hơn. Pakistan muốn xúc tiến việc mua bán dầu mỏ với Nga trong bối cảnh Mỹ và đồng minh đang trừng phạt chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin cùng với các công ty và doanh nhân Nga vì cuộc chiến tranh tại Ukraine. Quan chức Pakistan cho biết nếu Nga sẵn lòng bán dầu với giá ưu đãi, nước này nhất định sẽ cân nhắc lựa chọn này. Tuy nhiên, chính phủ Pakistan sẽ đảm bảo thỏa thuận không dẫn đến bất kỳ lệnh trừng phạt quốc tế nào nhằm vào Pakistan. Bộ Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia cho biết tỷ lệ lạm phát của Malaysia vẫn nằm trong số nước thấp nhất trên thế giới do chính phủ đã thực thi các biện pháp kiểm soát giá hàng hóa và nhu yếu phẩm, đồng thời chính phủ cam kết tiếp tục duy trì ổn định giá tiêu dùng vì đời sống của người dân. Theo Bộ Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia, trong khi nhiều quốc gia tiên tiến đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát hai con số, Malaysia đã giữ được tỷ lệ này ở mức 2,8% nhờ sự can thiệp của chính phủ. 2,8% là mức thấp nhất trong ASEAN và thấp hơn nhiều so với các nước phát triển. Chính phủ Malaysia đã cam kết kiểm soát giá hàng hóa và nhu yếu phẩm tăng cao bằng cách trợ cấp. Bộ Tài chính nước này dự đoán tổng ngân sách mà chính phủ chi ra cho trợ cấp trong năm 2022 có thể vượt 70 tỷ ringgit, tương đương 15,87 tỷ đô la Mỹ. Đây là khoản ngân sách lớn, tăng hơn gấp đôi so với khoản trợ cấp 33 tỷ ringgit mà Quốc hội đã phê duyệt vào năm ngoái.